Hello, xin chào các bạn nha Và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình Và hiện tại là buổi tối các bạn Cho nên là mình nói chuyện cũng hơi nhỏ một tí Và cái ánh sáng nó cũng không có được là đẹp cho lắm Như thế là các bạn có thể là thông cảm hai cái điều này về mình nha Đó. Rồi ở đây thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục về cái video chia sẻ về hamster cho các bạn nha Và ở đây thì mình sẽ có một cái con chuột hamster sóc cái nha các bạn Thì cái con này thì hiện tại nó đang có bầu và mình thấy nó thì nó cũng chuẩn bị đẻ nha các bạn đó thì hôm nay mình làm video này để mà chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể dễ phân biệt nhất khi mà con chuột cái các bạn nó có bầu đấy cũng như là cái ngày gần đẻ thì nó sẽ như thế nào để các bạn tách con đực ra đó cũng như là chia sẻ một số cái chi tiết nhỏ nhỏ về việc chăm sóc ham tơ sinh sản rồi nha đó thì con này nó có bầu và mình nghĩ là khoảng đâu đó là một đến hai ngày nó sẽ đẻ các bạn bụng của nó cũng khá là to rồi đó rồi và bây giờ mình sẽ vô vấn đề chính luôn nha Rồi và đầu tiên à, hamster có bầu thì à, các bạn phân biệt dễ nhất là các bạn chịu khó là hàng ngày các bạn nuôi nó thì các bạn phải quan sát nha Các bạn quan sát thì khi nào mà nó có bầu á, thì cái bụng nó sẽ to ra và cơ thể nó sẽ mập lên thì các bạn sẽ rất là dễ nhận biết còn nếu như mà các bạn không quan sát á, thì các bạn sẽ rất là khó Đối với những bạn nào mới nuôi hamster lần đầu thì các bạn sẽ rất là khó để mà nhìn Đó, nhiều khi các bạn không biết nó có bầu mà các bạn bắt nó lên nó chơi Mà các bạn lỡ làm gớt nó xuống một độ cao thì có thể là nó sẽ bị sảy thai nữa Đó, dẫn đến là à, hư thai cũng dẫn đến là ảnh hưởng đến sức khỏe của con chuột cái nữa, chuột mẹ nữa Đó, thì à, như con này, đây, có thể là mình quay qua, qua cái video này thì các bạn nhìn nó như một con chuột bình thường, nhìn không rõ đâu, như một con chuột mập bình thường thôi đúng không? Đó, nhưng mà mình các bạn nhìn bên ngoài thì nó sẽ rõ hơn. Đó. Thì uh, các bạn trên mạng đâu thì nó chỉ thì nhìn con chuột như là một cái quả lê thì thật sự là nó giống như một con quả lê nha các bạn. Đó, đặc biệt là cái phần bụng của nó sẽ phình ra hai bên. Đó, nó 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 mập ở phần bụng rất là bất thường nha. Đó, còn hàng ngày thì nó sẽ cũng bình thường thôi như con chuột đực thì thôi các bạn ngày con chụp cái đó thì nó cũng như con chụp đực vậy thôi Đó, nó cũng bình thường thôi à Khi mà nó có bầu thì cái phần bụng của nó sẽ phình ra hai bên Rồi Các bạn cái thấy cái phần bụng của nó sẽ béo hơn nha các bạn Béo hơn và cái cơ thể của nó sẽ tròn hơn Đó, sẽ tròn hơn Ok chưa? Đó là cách mà các bạn dễ nhất để mà phân biệt Còn đối với việc mà các bạn chụp ảnh mà gửi qua cho mình xem Hoặc là bạn bọn nào đó xem đó thì nói chung là rất là khó xem luôn thì à, nếu như chụp vậy thì thường là các bạn sẽ chụp những cái ti ti vú của nó để cho những bạn đã xem đúng không nhưng mà đối với con này nè đây đó các bạn thấy không nó có ti như các bạn thấy nó có ti nhưng mà cái lông nó che hết rồi nên rất là giống như là nó không có ti luôn các bạn đó các bạn thấy không đó nó có ti nhưng mà lông nó che hết rồi đó cho nên là mình nhìn ở ngoài thấy nó không có một cái ti nào hết đó khi nào mà đối với những con chuột bia rồi đó thì khi mà nó bụng bụng nó gần đẻ thì các bạn sẽ nhìn thấy ti nó rõ hơn ở đó với những con chuột nhỏ này thì ti nó rất là nhỏ cho nên là các bạn nhiều khi như có nhiều con nó cũng có lậu ti các bạn dễ thấy còn những con như thế này thì nó không có lậu ti nhiều cho nên các bạn rất là khó thấy và thậm chí các bạn chụp ảnh qua cho những bạn khác xem á thì cũng rất là khó xem với lại các bạn để thường chụp là để trên tay như thế này thì con chuột của bạn nó sẽ di chuyển ở những góc độ khác nhau đó thì cái bụng của nó sẽ nó không có chính xác khi mà các bạn chụp hình như thế này nha, đó rất là khó xem luôn. ở cách dễ nhất là các bạn hàng ngày các bạn chăm nó thì các bạn phải quan sát nó thật là kỹ, đó. rồi khi mà nó có bầu quá thì các bạn sẽ thấy cái bụng nó to hơn và các bạn sẽ thấy nhận biết rất là dễ luôn. rồi à, và khi mà cái bụng nó to mà nó gần đẻ đó các bạn thì các bạn có thể gờ vào phần bụng nó, các bạn sẽ thấy là cộm cộm đó là hamster chuột hamster baby nó trong này nha, đó thì cái bụng con này chắc mình nghĩ là nó đẻ được khoảng 6 đến 7 con các bạn trung bình là chuột nó đẻ được khoảng 6 đến 7 con còn những bạn nào con chuột nào mà nó khỏe nữa nó có thể đẻ được mười mười mấy con chẳng hạn đó mình rờ vào hai bên bụng nó thì thấy nó cộm cộm luôn Họ thấy rất là rõ hamster baby trong này rồi và đối với con chuột như thế này á mình thấy bụng nó cũng khá là to rồi thì có thể là sáng ngày mơ mình sẽ tách chuột đực ra và để con cái ở trong một cái lồng vậy thôi đó lót mùng cưa nha, đặc biệt là các bạn phải lót mùng cưa trước khi mà con chuột cái nó đẻ nha các bạn. Để mà con chuột cái nó làm tổ như là giữ ấm cho mấy con chuột và baby nha. Các bạn hoàn toàn là không thể lót thay thế cái cát sang hay là gì được gì hết. Thì cát sang người nó cũng khá là bụi với lại nó không có làm tổ giữ ấm được cho mấy con chuột con nha. Còn về thức ăn nước uống thì các bạn cũng cho nó ăn cái thức ăn ngũ cốc mà hàng ngày các bạn cho nó ăn thôi. Đó để lượng lượng vừa đủ thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể mua thêm sâu, trứng mạch, mè đen À, hoặc là phô mai, phô mai thì các bạn có thể à, nếu như mà không có phô mai à, viên á thì các bạn có thể ra tiệm tạp quá các bạn mua phô mai con bật cười đó các bạn giúp cho nó một miếng nhỏ nha vừa cho nó đủ ăn thôi, đừng cho nó ăn nhiều quá, nhiều quá sợ bị tiêu chảy đó để cho nó một miếng, các bạn để vô đây cho nó một miếng và cách khoảng à, hai ngày các bạn cho nó ăn một lần nha, chứ đừng cho nó ăn à, mỗi ngày đấy Rồi, thức ăn thì à, vẫn cho nó ăn bình thường để vô chén thì nó tự động nó ăn thôi à. Đó, còn nước uống thì để bình nước cho nó uống bình thường nha đặc biệt là nước như bạn nước thì các bạn phải lưu ý là canh cho cái bình nước nó luôn đầy để cho nó uống nha thì à, mấy con chuột mà nó có bầu thì theo mình thấy là nó uống nước khá là nhiều uống nước khá là nhiều luôn và nó đi đi vệ sinh khá là nhiều luôn nha Các bạn lưu ý là nếu thấy mùng cưa mà nó dơ đó, thì à, các bạn hãy gọi là thay liền cho nó đó để tránh việc là khi nó đẻ rồi các bạn hãy ta mấy mấy thay nha còn đối với nếu như mà các bạn cái mùng cưa của nó dơ mà các bạn con chuột của bạn nó đẻ các bạn chưa kịp thay á thì các bạn à, nếu như mỗi ngày nó mới đẻ thì các bạn đừng động động vào nó qua ngày hôm sau hoặc là thêm một ngày nữa đó thì các bạn mới bắt đầu là thay cái mùng cưa nhưng mà các bạn phải thay khéo nha thay thí dụ như là cái cái tổ nó làm ở đây đi thường là chuột nó sẽ làm tổ ở một cái góc chuồng nha các bạn tổ nó làm ở đây thì các bạn thay mùng cưa xung quanh này thôi đó các bạn có thể lấy một cái chén nhỏ như thế này các bạn múc cái mùng cưa xung quanh các bạn bỏ nha rồi cái mùng cưa mà gần cái tổ tổ nó thì các bạn đừng đụng vào đừng đụng vào luôn đó rồi các bạn lấy mùng cưa mới các bạn gãy gãy xung quanh đó là thay kiểu này thôi nha đó thay này kêu bằng là thay khéo nữa nha các bạn chứ các bạn không thể nào mà động tới tổ liền động tổ liền nhiều con chuột nó có tính thì nó sẽ bỏ con nó hoặc là nó sẽ không cho con bú thậm chí tệ hơn là nó sẽ ăn con của nó đó thì thế là các bạn lưu ý nha À, các bạn lưu ý là phải à, nếu như mà từ cái ngày nó đẻ á, mà cái mùng cương nó có dơ á, dơ mình dơ lắm á, thì các bạn hãy thay còn nếu như mà hơi dơ dơ thì các bạn tốt nhất đừng nên thay. Rồi chờ khoảng đâu đó là ba bốn ngày đi. Chuột con nó gọi là nó ổn định một tí các bạn hãy thay nha. Về cái con chuột đực này á thì à, mình khuyên các bạn là tách ra nhưng đừng để chung chuột cái. Nếu như con chuột đực nó có hiền chẳng hạn thì các bạn cũng nên đừng cứ để chung, đừng nên để chung với con chuột cái. Thì nhiều khi con chuột đực có làm phiền chuột cái nha các bạn. Làm phiền chuột cái nha đó vì thế là các bạn nên tách chuột đực ra trong đực đực ở chuồng riêng đi đó rồi à, mốt mà con chuột cái nó đẻ xong á thì các bạn hãy nuôi con chuột cái khoảng đâu đó là nửa tháng nha cho chuột cái nó hồi phục sức khỏe rồi hãy để chung với con chuột đực lại để cho nếu như mà các bạn để chung liền á thì thường là con chuột đực giao phối lại nữa thì con chuột cái nó sẽ mất sức khỏe nha còn về cái vấn đề mà giao phối giữa mấy con chuột này á thì à, có nhiều bạn thấy nó giao phối xong rồi nhắn nói với mình ủa sao con chuột của em nó giao phối mà nó không đẻ vậy anh đó thì cái này nó cũng khó nữa là không phải là các bạn thấy nó giao phối là nó phải qua ngày hôm sau kia là nó đẻ nha đó các bạn đâu có biết là cái lần giao phối đó của nó là có thành công hay là không thường là mấy con chuột này nó giao phối đó là hai ba lần là các bạn thì nó mới có một lần thành công thì sau lần thành công đó thì mình nghĩ là cứ khoảng hai ba tuần gì đó thì con chuột cái nó bắt đầu mang bầu nha mang bầu vào khoảng một hai tuần nữa thì con chuột cái này nó mới gọi là bắt đầu có cái bụng nó mới to ra nha các bạn đó thì nó cần một khoảng thời gian chứ không phải là nó giao phối ngày hôm nay với qua ngày hôm sau nó có bầu liền nha đó nó nó là chuột chứ không phải thần thánh nha các bạn có nhiều bạn mới nuôi mà không chịu tìm hiểu cái gì hết trơn á Rồi cứ vô hỏi mình mấy câu với ba vẫn không à đó thì các bạn nuôi một loài động vật nào đó thì các bạn nên lưu ý là các bạn hãy tìm hiểu kỹ tìm hiểu trên google chẳng hạn rất là nhiều hoặc là coi kênh youtube của mình đó đăng ký kênh youtube của mình để mà coi đó thì sẽ uh, có thêm được kiến thức về nuôi mấy con chuột hamster này rồi và con uh, chuột này của mình thì chắc chắn là kỳ này nó đẻ ra là khoảng 99 phần trăm là đẻ là chuột sóc không nha các bạn tại vì uh, bộ um, ba con nó, uh, con chuột đực là sóc con chuột cái cũng là sóc luôn thì cái tỷ lệ ra một sóc rất là nhiều gần như là 100 phần trăm luôn còn nếu như mà các bạn ghép một con chuột đực là sóc còn một con chuột cái là trà sữa thì nó có thể like Uh, lai like ra màu xám hoặc là gai trà sữa hoặc là gai sóc không nó có đó, cái đó là cũng tùy hên xui và nếu như mà các bạn ghép mà hai màu nó cùng nhau đó, thì cái tỷ lệ nó ra một cái màu đó sẽ cao hơn nha đó còn các bạn ghép hai màu khác nhau mà nó có thể lai like, hoặc là nó sẽ ra một màu này hoặc là một màu kia đó cái đó thì tùy theo hên xui nha các bạn còn con bê chuông chạy đâu á thì con chuột cái nó xin uh, chuột hamster baby thì các bạn lưu ý cái chuồng phải an toàn nha thôi mà nhà bạn nào nuôi mèo rồi đó thì phải nuôi lòng rồi an toàn thôi mấy con mèo nó vô nó dớt mấy con chuột hết nha à, và đây là những chia sẻ nhỏ 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 của mình thôi sẵn tiện mình có một con chuột cái có bầu nè đó mình là làm video này chia sẻ cho các bạn luôn nha và hy vọng là cái video này của mình sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình mà các bạn nuôi hamster đặc biệt là nuôi mấy con chuột hamster sinh sản này nha đó cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại bye bye nhớ like và subscribe cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình nha